Liên minh hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2023-2025 với huyện Yên Mô. Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 20 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và đề án số 16 DAUBNG của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn 2023-2025, Liên minh hợp tác xã tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô phối hợp thúc đẩy các chương trình hành động về kinh tế tập thể, hợp tác xã với mục tiêu chung là tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện, củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động, hiệu quả. Cụ thể, hai bên phối hợp giả soát, sắp xếp, hỗ trợ củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện, phần đấu hỗ trợ củng cố hoạt động ít nhất một hợp tác xã hoạt động trung bình lên khá, vận động sắp nhập, hợp nhất hợp tác xã, thành lập thêm từ hai hợp tác xã, năm tổ hợp tác trở lên, phối hợp giới thiệu tăng cường liên kết giữa tổ chức kinh tế tập thể và các thành phần kinh tế khác hỗ trợ xây dựng ít nhất một hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị xây dựng từ một sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp trở lên ngoài ra tăng cường nâng cao kiến thức quản lý chuyên môn nghiệp vụ hội nhập quốc tế xúc tiến thương mại cho đội ngũ cán bộ thành viên hợp tác xã tổ hợp tác góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể địa bàn huyện yên mô phát triển toàn diện và bền vững